Thưa quý vị, trong thời gian qua, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố, nhiều hợp tác xã trên địa bàn Đà Nẵng đã có thêm nguồn lực để vượt qua những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất quy mô, kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, từ đó tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho thành viên, người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể. Chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng mai tre có chất lượng cao, hợp tác xã Mai Tre An Khê, quận Thanh Khê từng xuất khẩu đến hơn 40.000 sản phẩm sang các nước như Pháp, Úc, Ba Lan, Singapore, cũng như cung cấp cho chuỗi các nhà hàng, khách sạn, khu resort trên địa bàn. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của đơn vị, nhất là trong việc xuất khẩu những năm qua. Nhờ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố đã giúp hợp tác xã Mai Tre An Khê có thêm nguồn lực để vực dậy và khôi phục sản xuất sau đại dịch. Hiện tại thì Liên minh Hợp tác xã cũng hỗ trợ về vốn quỹ phát triển của hợp tác xã của thành phố thì cũng rất là hiệu quả và kịp thời. Ngoài ra thì Liên minh Hợp tác xã cũng hỗ trợ các vấn đề chương trình tư vấn bồi dưỡng cán bộ, rồi tư vấn về hợp tác xã mẫu cái cũng rất là kịp thời. Cùng với hợp tác xã Mai Tre An Khê, các hợp tác xã nông nghiệp cũng là những trường hợp được nhận hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố, đặc biệt là trong nâng cấp máy móc, cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong cái tình hình khó khăn này, mình đầu tư đến cái nguồn nhân lực để mà giải quyết trên cái mạng thương mại điện tử để cung cấp trong mùa dịch và đồng thời phục vụ cho cái hệ thống do cái hỗ trợ chống dịch cho nông dân, là tức là kết nối được, tức là tiêu thụ được sản phẩm của nông dân, và trên cơ sở đó mình làm một hệ thống liên kết lại. Thì trên cơ sở đó thì mình phải làm hạt nhân, tức là lấy cái quỹ hỗ trợ vừa rồi thì đầu tư và vay vốn, tức là 1.2 tỷ của Liên minh Hợp tác xã. Những tháng cuối năm 2021, nhu cầu đăng ký vay vốn của các hợp tác xã tăng lên rất mạnh, vì đây là giai đoạn thành phố bắt đầu mở cửa để khôi phục kinh tế. Tính ngày 31 tháng 12 năm 2021, dư nợ giải ngân cho vay của quỹ hơn 5 tỷ đồng, với 9 hợp tác xã đang vay vốn, đạt tỷ lệ hơn 84% so với vốn điều lệ. Doanh số cho vay lũy kế đến nay khoảng 13,8 tỷ đồng với 36 lượt giải ngân, đạt tỷ lệ 2,3 lần quay vòng vốn. Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã thành phố đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cắt giảm một số điều kiện cho vay để tạo thuận lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn. Việc vay vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã là mới hình thức là thế chấp, có tài sản đảm bảo. Do đó mà các hợp tác xã khi vay vốn cũng có những điều kiện giống như một ngân hàng, là phải có tài sản đảm bảo, phải có dự án đầu tư và phải có báo cáo tài chính đánh giá ít nhất là 2 năm trong quá trình hoạt động, nó phải có là hoạt động có lãi và có phương án sản xuất kinh doanh đã có hiệu quả. Nghĩa là những hợp tác xã mới thành lập thì quỹ cũng tạo điều kiện để cho vay, nghĩa là mới thành lập thì chưa có cái đánh giá tài chính thì quỹ cũng đánh giá được cái phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã để mà giải quyết vấn đề cho vay. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã và đang trở thành một kênh vốn hiệu quả, góp phần hiện thực hóa các chủ trương chính sách hỗ trợ tín dụng của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hợp tác xã và thành viên hợp tác xã, giúp khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững, góp phần vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố.